Hôm nay đi xin lễ nhá. Lễ là chơi đàn được hay hơn. Hôm nay Phương Phạm xin giới thiệu Phương Phạm đang đứng ở trong bia bà ở xã La Khê, Hà Đông. Thì đây là nơi thờ bà Trần Thị Hoàng Phi, là một Hoàng Phi đời vua Mạc Đăng Doanh. Bà sinh năm 1511 và mất 1538, nghĩa là bà còn rất là trẻ. Thì khi mất ấy, thì được an táng tại địa phương. Và sau này ấy, mãi sau này vào thế kỷ 20 thì là cái nơi mà chôn cất bà thì có lưu có giữ một tấm bia, và mọi người đã xuống viếng rất là đông, cho nên là nguyện vọng của nhân dân là được đưa cái tấm bia trở về đình làng An Khê, làng La Khê này. Và hàng năm thì là tổ chức các cung dỗ, nhưng mà đặc điểm của là bia bà là rất là thiêng, cho nên là cứ mỗi tháng hay cuối tháng là rất đông các cái Phật tử đã đến đây để chiêm bái. Cho nên là Phương Phạm cũng là một người rất kính yêu nơi đây. Từ những năm 90 khi mà còn là sinh viên của trường cao đẳng sư phạm nhà họa thì hay xuống đây để thắp hương xin điểm hay là xin bà tỏa lộc. Thế thì là bây giờ là tháng nào thì Phương cùng với gia đình xuống đây thắp hương và cúng lễ xin những cái nguyện đức của mình. Và nếu như mà lần nào ấy mà không xuống ấy quên thì lần đấy là không có tiền đâu. Cho nên là Phương sẽ giới thiệu mọi người là đây một cái địa điểm tâm linh nên quan tâm. Và hôm nay là tối, bây giờ khoảng 10 giờ hơn rồi và đang vắng vẻ, bởi vì từ mùng 1 đến mùng 4 là Hà Nội bão to không đi được. Hôm nay là tạnh bão thì Phương cùng gia đình mình lại xuống đây để nén hương và xin những cái điều tốt lành nhất cho mình và cho gia đình. Ở dưới bia bà thì rất là thiêng. Đốt hương thì đây cũng thấy là phải chấm, chấm ít cái dầu cái nến này để ướt hết cái đầu, nó cháy không đốt lâu lắm đùng luôn. Ngày nám tháng này là tháng nâu, thành ra là rất cần sự quan tâm của bề trên hộ cho làm sao làm ăn nào phát tài phát lộc bằng năm mùng 10 năm ngoái. Tiền đi mua đàn rồi mua micro. Bí mật tháng nào Phương Phạm đi lễ đấy. Đèn rất là sáng tắt. Đây là lấy một nến nhang này cắm một cái mâm, sau đó còn chỗ này ta lên chùa lên đỉnh. Có ba cái bát hương rất lớn ở ngoài ba que hương hay còn gọi là một nén hương đó. Đây là bia bà này, còn ở đây ấy, thì là đứng bình. Kính lễ đức vua bà cùng nghị vị vương cô cùng cộng đồng các quan
hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 2019, tín chủ con là Phạm Văn Phương, một nén tâm hương, chút lễ vật gồm hương hoa quả và chè thuốc rồi giò, kính dâng đức của bà Vương Cô cùng cộng đồng các quan chức giám, kính mong cô bà cùng Vương Cô cùng cộng đồng các quan phù hộ độ trì giao gia đình con được mạnh khỏe, làm phát tài phát lộc bằng năm bằng nghề tháng trước, và phù hộ độ trì cho con được chơi đàn trên kênh YouTube càng được hay hơn và đông khán giả hơn, và anh này cũng xin cho sốt audio số 7 của Ngọc Phan. Nam mô gì được vậy? Nghìn nhá, khỏi cần phải trả lại đó. Đấy, hàng tháng cứ xuống đây rồi là lễ đó, xin lộc rồi bà cũng cho mua đủ thứ đây, xe ô tô rồi các thứ này là bà cho hết đấy đó. Xin chào mọi người và chúc mọi người hàng tháng đi lễ nhá, và nhớ xin điểm ở dưới đền thờ Bia Bà ở Lạc Khê, Hà Đông.